Và nổi parasitic màu hồng hồng phớt. Cái này là cái mất lớp màng bảo vệ thôi nhé, bóc ra được nhé. Cái này mình đổ nước vào đây này, mình bấm cái này để nút, để lấy cái hộc này ra để đi đổ nước nhé. Đây các mức nhiệt này, và đây là cái mức mà ấy hơi phun hơi nước ấy. Nó có hiệu ở đây này. Còn cái này là mình phun thêm này. Còn cái này là phun tia cái nộ nhỏ nhỏ này. Đấy, cái nộ nhỏ nhỏ. Bấm tia phút ra này. Phút ở trên tia.